Đầu tiên em xin chào tất cả các anh em bạn thủ đam mê câu cá từ Trung Quốc. Hôm nay em tục lên đây một clip gồm 10 cây câu này, 10 cây câu này, 10 cây câu carbon hàng nội địa Nhật có, hàng xuất Nhật có. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không biết em lên đó, thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đem vô cây thứ nhất như tham khảo. Cây thứ nhất là cây Ruby, những clip trước ấy còn. Đó. Chất liệu carbon nha anh em. Cán mút ngoài hình còn ok đó. Carbon sẵn nha, đây nó có xước cái này tí đó, xước lộ lớp carbon ra luôn, sẵn nha mọi người, sẵn. Cây này thì cây này 2m7 ba khúc, nặng 270g, đọt 1 ly mốt, cứng tầm khoảng 30 nha mọi người, cứng 30 thôi. Test anh em xem độ cứng luôn. Đây, giá công khai cây này là 600k, cây số 1, carbon sẵn luôn nha mọi người. Đó. Đó, cây số 1 600k nha mọi người, thích hợp cho anh em câu tra chép đánh lăn xê. Tiếp theo sẽ là cây số 2, cây số 2 là một cây cần 2 khúc mọi người, 2 khúc căng mút, chất liệu vẫn là chất liệu carbon, bát là bát Pussy nha, bát Pussy. Đó. Cây này là một cây cần của Gromit. Đó, cây cần của Korea nha mọi người. Gromit. Như cây này của Korea. Đó. Phen thường nha anh em, phen thường. Bass Pussy phen thường. Cây này thì chất liệu là chất liệu carbon. Độ cứng là 80 và 2.7. Đó. Thông số cực kỳ đẹp luôn. Đó, cứng 80 và 2.7. Cây này chia cho đánh bạo lực, câu tra, câu chép, câu lăn xê, đánh biển cũng được. Đó. Cứng 80 và 2.7. Cây này thì nặng là 350g, đọt là 4 ly mốt, giá công khai là 700k nha mọi người. Cây số 2 giá công khai 700k, ngoại hình thì còn khá ok. Nó xấu có không xấu mà đẹp không đẹp. Phen thường nha anh em, phen thường Bass Pussy càng của Gromit. Cán mốt 3 khúc. Rồi, giá công khai 700k mọi người, 700k. Thì cây số 3 và cây số 2 cùng thông số nha mọi người. Số 3, số 2 cùng thông số. Bass vẫn là Bass Pussy. Cứng 80 và 2.7. Rồi, giá công khai vẫn là 700k mọi người, ngoại hình cũng ok. Đó. Anh em đánh chép, đánh lăn xê, đánh trà, đánh chim, đó, câu biển lấy mấy cây này về câu bao bền luôn. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần của Ryobi nha mọi người, cần Ryobi. Đó. Cây này của Korea xuất Nhật nha mọi người, Ryobi Korea xuất Nhật. Chất liệu là chất liệu carbon, ngoại hình cây này mới tầm khoảng 95% nha anh em. Đó. Chất liệu carbon nha, ngoại hình còn rất là đẹp. Sáng đẹp luôn. Còn rất là đẹp nha mọi người, ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Cây này cứng 30, dài 2m4, thích hợp cho anh em câu bè ra. Đó, đánh tra, đánh chép, câu lăn xê. Đó, cứng 30, dài 2m4 nha mọi người. Ngoại hình còn rất là đẹp nha. Phen là phen Pussy, bát là bát Pussy. Cây này dài cứng, cứng 30, dài 2m4. Nặng là 250g, đọt 1 ly 7, giá công khai là 700k nha. Cây số 4 700k. Cực kỳ đẹp nha mọi người, tầm khoảng 95% á. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây Ryobi đó, cây Ryobi. Mình coi cây này, cây Ryobi này của Korea xích giật nha mọi người. Đó. Mà có đầy đủ đây. Đó. Cây này cứng 30 và 1m8. Đó, anh em câu bè ra, câu chép, câu tra. Rất là ok nha. Đó.
fan bát tập full CH luôn nha mọi người, fan bát full C, ngoại hình nó cực kỳ ok luôn. Cái này thì carbon nguyên cây nha, đây carbon sẵn đây nè, anh em có thấy đây, sẵn tới ngọn nha mọi người, đó, carbon sẵn tới ngọn luôn, ngoại hình cực kỳ mới luôn. Đây độ xước sát nó rất là ít luôn nha mọi người, cứng 30 và 1m8, hàng Ryobi, fan cực kỳ ok nha, chỉ còn ok hết. Cái này thì nặng là 200g, đọt là 2 ly 4, giá công khai khoảng là 700k nha. Anh em câu chép, câu cha, câu trên bè, câu ghe thì hốt mấy cái này về đánh cực kỳ bền luôn. Hàng còn rất là mới nha anh em, đây, test độ cộng cho anh em xem luôn. Giá công khai cây số 5, giá 700k mời. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần 2 đọt nha, cần 2 đọt Green Crow gì đó. Đó, cây Green Crow. Cây này thì hàng của Korea nha mọi người, cây này của Korea. Cây này 2 đọt, một đọt cứng 30, một đọt cứng 50. Đây anh em, 2 đọt nha anh em. Đọt dạ quang á, đọt xanh dạ quang, vàng dạ quang á thì đọt cứng 30. Đọt này thì cứng 50 nha mọi người, 2 đọt cứng 30 50. Thích hợp cho anh em đi câu chép, câu tra, câu lăn xê. Đó, anh em tùy theo chỗ mà anh em câu, anh em có thể lựa đồ cứng nha anh em, lựa đồ cứng anh em câu. Ngoại hình thì còn khá ok, khá đẹp. Phen bát tập phen bát full size nha mọi người. Hai đọt đây, đọt 30, đọt 50. Chất liệu này chất liệu carbon. Anh em muốn đánh cảm giác thì lấy đọt 30 đánh, muốn đánh nặng nặng tí lấy đọt 50 đánh. Test đọt cho anh em xem nha. Hàng ngoại hình còn ok nha mọi người. Đó, khá ok á. Cây này thì cứng dài 2m4, cứng 50 và cứng 30, nặng 200g. Đọt 1 ly 6 á, thì cứng 30, đọt 2 ly 1 á, thì cứng 50 nha mọi người. Rồi, giá công khai cây này là 800k nha, cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần Ryobi, hàng Korea xuất Nhật. Đó, ngoại hình cây này tầm khoảng 95% nha mọi người, ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Cây này bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, đá xám nha. Cây này dài 2m7, cứng 30. Dài 2m7, cứng 30. Ngoại hình còn khá ok nha mọi người. Độ xước sát nó ít lắm. Đây, chỗ này xước chỗ này tí. Hàng còn cực kỳ ok nha, còn đẹp luôn á. Hàng này thì anh em đánh lăn xê, đánh cha, đánh chép. Đó, câu biển cũng được, câu bến cảng, bắt dặn, bắt Fuji. Hàng còn cực kỳ đẹp. Đây, test tổ công cặn cho anh em xem. Đó, công cho anh em. Cây này thì cứng 30, dài hết 7, nặng 260g, đọt 2 ly 5. Giá công khai là 800k nha mọi người, 800k cộng ship nha. Đó, cây này cây số 7, 800k. Hàng ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đây, cắn mốt ở đây, nó cực kỳ bóng luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là ba cây cuối cùng. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 là một cây cần của Alpha Taco. Đó, Alpha Taco. Ngoại hình cây này ra tầm khoảng đâu đó 95% nha mọi người. Đó, đây, fan là fan Fuji nha, fan Fuji. Đó, đây, cản là cản mút. Anh pha tất cổ. Cây này là cây nội địa nha mọi người, cây này là cây nội địa, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, bố đây, bố Fuji luôn nha mọi người, đóng chữ Fuji. Đó, cây này thì dài 2m1, cứng 50, hàng của Nhật nha mọi người, hàng Mercedes-Benz. Đây,
Đó, hàng máy in Japan, nội địa Nhật nha. Ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Khỏi bàn về ngoại hình. Không được sơn kim tuyến nha, sơn màu bạc nha mọi người. Fan bát Fuji, tất cả fan chỉ còn rất là mới nha. Nè, đó, soi kỹ cho anh em xem luôn. Đẹp ha, đẹp cực kỳ luôn anh em. Dàn fan cực kỳ đẹp. Cây này thì dài 2m, 2m1, nặng 180g, đọt 2 ly mốt, cứng tầm khoảng 50 nha người, cứng tầm khoảng 50. Đó. Rồi, giá công khai cây cần số 8, cây nội địa là 800k nha mọi người. Đó, cây này nội địa nha, hàng Mercedes-Benz. 800k. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 vẫn là một cây cần Alpha Taco nha anh em. Alpha Taco. Ngoại hình ra tầm khoảng 95%, này còn khá đẹp. Cái này được cái nó nhẹ hơn. Cái này cứng 40. Đó. Phen nhỏ anh em, phen nhỏ đều dày nữa. Đó. Dạng đánh cảm giác. Cái này vẫn là một cây hàng của nội địa nha anh em, hàng Japan. Đó. Cây này dài 2m4, cứng ra tầm khoảng 30 thôi. Đó. Phen nó sẽ dày hơn cây kia, nhỏ dày đều. Cây này thì nặng 160g thôi, đọt 1 ly 9, cứng tầm khoảng 30. Đó. Giá công khai vẫn là 800k nha mọi người. Đó. Cây này anh em dạng nhớ cứng dạng như hai chi rồi. Đó, anh em có thể đánh nâu, đánh cháp, đó, đánh cá dìa. Đó, anh em ở miền Tây có thể đánh tôm, đánh chép, câu cha. Rất là cảm giác nha. Dàn phen nó đi cực kỳ dày cái cần luôn. Đó, vì chịu lực chia ra đều cái cần luôn. Anh em. Còn cần còn cực kỳ mới nha mọi người. Hàng nội địa Alpha Taco. Rồi, giá công khai vẫn là 800k mọi người, cây số 9. Tiếp theo là cây số 10, một cây săn hàng. Cây số 10 là một cây cần của Ryobi nha mọi người, cây cần của Ryobi. Đó, hàng Korea xuất Nhật. Đó. Fan là fan Fuji đen nè, đó, đá xám luôn. Bát là bát Fuji. Tại sao cây này là cây săn hàng thì cây này nó có độ cứng là 80, dài 2m7. Mã có sức nhật đầy đủ nha mọi người. Đó. Tem đầy đủ. Cây này thì cứng 80 dài hết 7, thông số cực kỳ chuẩn cho anh em câu cha, câu chép, câu lăn xê, đánh biển, đánh ghe, tàu đều ok. Đó, fan là fan Fuji đen nha mọi người. Fuji đen. Fuji nha. Fan cực kỳ đẹp luôn. Đó, ngoại hình còn tầm khoảng 90% anh em, 90-95%. Đây nó xuất nhẹ chỗ này cái. Bán hàng soi kỹ cho anh em xem. Một cực kỳ đẹp nha anh em. Bu là bu Fuji luôn nha. Đó, bu Fuji. Nguyên zin. Đó. Rồi, cái này cứng 80 dài 2m7, nặng là 300g, đọt là 3 ly 1. Giá là 1,2 triệu nha anh em. Anh em đánh tra đánh chép câu biển thì lấy cái này đánh dạng bạo lực rồi. Đó, cứng 80. Cứng 80 dạng bạo lực cho anh em rồi. Đó, thông số cực kỳ đẹp luôn, đẹp mà chỉnh nữa. Rồi, giá công khai là 1,2 triệu nha anh em. Cây số 10 1,2 triệu. Rồi, đó tổng cộng 10 cây cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt để số điện thoại em có thể tự động liên hệ với anh em. Dàn phen cực kỳ đẹp cho mọi người. Phen này dạng xít hay dàn phen Fuji đi. Fuji nha mọi người. Đó. Rồi, cảm ơn anh em nhé.